Xin chào quý vị và các em nhỏ đang theo dõi chương trình thiếu nhi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Quý vị và các em thân mến, những năm gần đây, các vụ bạo lực trẻ em đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, việc tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường ngay trong nhà trường được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu tình trạng này. Trong chương trình thiếu nhi tuần này, mời quý vị và các em nhỏ cùng tìm hiểu về bạo lực học đường và cách phòng chống tệ nạn này nhé. Việt Nam là một trong những nước đứng đầu về tỷ lệ bạo lực học đường và đang có dấu hiệu gia tăng. Những vụ bạo lực học đường không chỉ gia tăng về số lượng mà còn gia tăng về mức độ nguy hiểm của nó. Đáng chú ý là những hành vi bạo lực học đường chủ yếu bắt nguồn từ những xô xát rất nhỏ nhặt nhưng lại trở thành nghiêm trọng. Bạo lực học đường có thể xảy ra ở nhiều hình thức, đó có thể là những hành vi bạo lực về thể xác, tinh thần, tình dục, ngôn ngữ. Về đối tượng của bạo lực học đường cũng có sự đa dạng và phức tạp, diễn ra từ tiểu học cho đến đại học. Bạo lực học đường không chỉ xảy ra ở những đối tượng là nam giới mà còn cả ở nữ giới. Không chỉ giữa học sinh với học sinh mà còn có bạo lực giữa học sinh với giáo viên và giáo viên với học sinh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trung bình mỗi năm xuất hiện khoảng 1.600 vụ bạo lực học đường ở phạm vi trong và ngoài nhà trường. Cứ khoảng 5.200 học sinh lại có một vụ đánh nhau và khoảng 11.000 học sinh lại có một học sinh phải nghỉ học vì đánh nhau. Trong đó, có hơn 75% các trường hợp đánh nhau là học sinh sinh viên. Hiện nay, tình trạng này đang có dấu hiệu trẻ hóa và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Để hạn chế bạo lực học đường, trong nhà trường phải tạo được môi trường giáo dục thân thiện, vui vẻ, tích cực để học sinh tin tưởng chia sẻ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, các em học sinh cần được trang bị thêm nhiều bài học về kỹ năng sống. Thông qua sách vở trong chương trình hay các buổi ngoại khóa để giúp cho học sinh hình thành những đức tính tốt, có thái độ nhân văn khi ứng xử với bạn bè, thầy cô, gia đình và những người xung quanh, khơi gợi tinh thần nhân ái, biết sẻ chia, bao dung, biết sống vì cộng đồng. Đồng thời, nhà trường cũng cần giúp các em rèn luyện bản thân, biết kiềm chế các cơn nóng giận và giải tỏa nó. Với mục đích tốt đẹp đó, mới đây trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Phan Xi Păng, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề phòng chống bạo lực học đường và sử dụng mạng xã hội an toàn. Bạn Nam đã bị nhóm bạn của Tùng bắt nạt như thế nào? Giờ cô mời bạn Sơn Tùng lớp 23. Bạo lực học đường thường diễn ra ở đâu và có mấy loại bạo lực học đường? Với cô là bạo lực học đường thường diễn ra ở trường, ở nhà và có 4 loại bạo lực học đường. Đầu tiên là bạo lực bằng lời nói, thứ hai là bạo lực thân thể. Vấn đề bạo lực học đường tại thời điểm này là vấn đề đang nhức nhối trong các nhà trường nói chung. Vì vậy cho nên là trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các nhà trường, cần phải làm cho học sinh hiểu rõ tác hại của cái bạo lực học đường. Vì vậy cho nên với trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Phan Xi Păng chúng tôi, ngoài việc tích hợp giáo dục ý thức bạo lực học đường trong từng tiết dạy cho học sinh, chúng tôi tổ chức những buổi ngoại khóa như thế này để nâng cao nhận thức cho con học sinh, hiểu biết cho con học sinh về tác hại, về cách phòng tránh, hiểu rõ được cái bạo lực học đường để làm sao xây dựng một cái môi trường học hạnh phúc, đó là môi trường không có bạo lực, môi trường mà thầy cô học trò đoàn kết thương yêu nhau, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Quan sát lên đây nhá. Cô sẽ ví dụ là thầy Lâm sẽ là một bạn học sinh của lớp 1B1
Đối với khối tiểu học, các bạn nhỏ được chơi những trò chơi đơn giản nhưng cần đến tinh thần đồng đội để giúp các em hiểu rõ hơn về việc đoàn kết sẽ giúp chúng ta hoàn thành công việc nhanh hơn, làm việc nhóm cũng là để hiểu nhau hơn. Với trò chơi chuyền bóng, hai bạn sẽ dùng ngón trỏ của mình kẹp bóng lại và chuyền qua cặp đôi đợi ở phía sau, cứ thế cho đến cuối hàng. Cứ mỗi lần bóng được chuyền đi, chúng ta đã thấy được các bạn phối hợp rất ăn ý, bài bản, hỗ trợ cho nhau, cùng nhau hoàn thành mục tiêu đó. Khối trung học cơ sở cũng được chơi những trò chơi và tìm hiểu về những hành vi bạo lực học đường xảy ra trong và ngoài trường học. Thử thách xếp gỗ cao tầng đã không làm khó được các bạn khối trung học cơ sở. Các bạn đã cùng nhau nghiên cứu xếp từng miếng gỗ để làm sao tầng của lớp mình cao nhất, đẹp nhất. Không tranh cãi, không xô xát, mỗi bạn đều cố gắng đóng góp công sức của mình vào công trình này để hoàn thiện. Và khi làm xong cũng là lúc tinh thần đoàn kết của lớp được tăng lên. Nhà trường và thầy cô cũng rất tích cực trong việc xây dựng một môi trường lành mạnh, an toàn, văn minh, đoàn kết, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau để cùng tiến bộ. Thông qua buổi khóa kháng ngày hôm nay thì em có thể hiểu rõ về nguyên nhân và những tác hại, những kết quả gây ra của bạo lực học đường. Và sau buổi khóa này em thấy rằng là bạo lực học đường nó xảy ra từ những việc rất nhỏ nhặt. Khi các bạn không trao đổi nhiều với nhau thì các bạn sẽ không hiểu nhau, gây ra những tác hại rất là lớn, gây đến có thể ảnh hưởng cả tính mạng và sức khỏe của con người. Sau buổi học ngày hôm nay em cảm thấy rất là ý nghĩa, bởi vì em đã hiểu được nguyên nhân và lý do tại sao lại có bắt nạt học đường. Bản thân trường em thì thường sẽ không có bắt nạt học đường nên là em cũng mong tình trạng này sẽ không xảy ra trong trường em. Bản thân là một học sinh nữ, em nhận thức được em sẽ phải cố gắng học tốt và bảo vệ và phòng chống bắt nạt học đường. Ngoài những trò chơi, các bạn còn được vẽ tranh và thuyết trình về bức tranh của lớp mình. Với chủ đề bạo lực học đường, các bạn đã cho thầy cô thấy được những nguy hại nếu chúng ta bỏ qua thói quen xấu của các bạn. Giáo viên phải vừa là người thầy, vừa là người bạn, để học sinh có thể thoải mái chia sẻ mọi vấn đề trong học tập và cuộc sống. Bạo lực học đường đang là mối quan tâm của rất nhiều gia đình, các nhà trường và là nỗi trăn trở của toàn xã hội. Qua những buổi sinh hoạt dưới cờ như thế này, các bạn học sinh sẽ tích lũy cho mình những kiến thức cơ bản cần thiết về bạo lực học đường và cách phòng chống, giúp các em có cách ứng xử kịp thời, góp phần hạn chế các vụ bạo lực học đường, cũng như giảm đi mức độ nghiêm trọng của sự việc, để môi trường giáo dục thật sự đúng với ý nghĩa và sứ mệnh của nó. Chương trình thiếu nhi ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn nhỏ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.